tuổi thơ của các bạn đã từng treo cây đa này ở đầu làng này, hay là may mắn được đi học thầy đồ này đó, hoặc là trèo cây gạo cùng với các bạn để vui đùa này, hoặc là có những bạn thì được đi chợ đi hội cùng với bố mẹ này, có một vài bạn thì được mặc quần áo đẹp này, được đi đón một cái vị quan trạng về với làng, hay một vài em vất vả hơn thì phải đi chăn vịt, đi bắt cá cùng với bố mẹ. Có các em thì vui sướng hơn là được đi đánh trống cùng với ông bà bố mẹ nhà mình. Một số em vất vả hơn thì còn phải đi chăn trâu ở cái chỗ rất là xa, nhưng mà vẫn đứng ở đó để nhìn về vị quan trạng và ước mong một cái tương lai tươi sáng cho mình. Và một vài em thì đi buôn cùng với bố mẹ, đi chăn trâu cắt cỏ. Tất cả những cái khung hình tuổi thơ này đều có ở trên bức tranh Vinh Quy Bái Tổ Khổng Lồ. Và các bạn có nhớ đến một cái kỷ niệm của mình và có nhìn thấy mình ở trên bức tranh này không? Hãy chia sẻ nhé.